3 2 Thằng xíu một dây đi sửa quần áo tụi nó không? Tưởng giỡn không á trời. Hả? Tưởng giỡn không á, tưởng nó đi ăn mà vô là đâu có gì. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đang cùng đến với The Cat Show. Tới giờ giải lao thì tôi gọt khoai lang, tôi cắt thẳng, tôi để trên dĩa. Tôi vừa để chuối, vừa gọt xong để qua là mất tiêu, vừa gọt qua mất tiêu. Quay qua nhìn Nam Trung, ta không có ăn. Nhìn Ngô Thanh Vân, ông Lâm không ăn á. Thấy ổng mặc đồ rất là màu mè và mang những cái đôi giày rất là màu mè. Thật ra là chị nghĩ ông này là chị em. Ra là chị tưởng chị lừa ổng. Nhưng cái cao siêu của một con gà là nó biến nó thành thóc. Tới giờ bộ phim của tôi kinh phí hơn 35 tỷ. Thời điểm đó là trước Tết, không có một ai có tiền mặt để xoay cả. Các nhà đầu tư đều rất khó khăn. Tôi là một cái con nhỏ rất là liều. Tôi làm phim không để giao lưu và học hỏi. Chúng tôi làm phim là để chúng tôi có thể tạo được cái hình ảnh, tiếng vang, kiếm được tiền để mong rằng có cơ hội làm tiếp những bộ phim tiếp theo, để chúng tôi thoát ra khỏi cái vũ trụ của mình đã có. Chạy 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 về phòng nghỉ tôi ơi. Đúng nào, đúng nào. Tiếp hả? Đang nghỉ bên phim hả? Sát rồi bác. 17 tư la đạt rồi. Hồi hôm lấy chồng nó. Bye bye, cảm ơn mọi người. Mọi người ạ.